tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại khóa SCLS của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn một khái niệm mới trong SCLS, đó là Extend. Vâng, vậy thì đúng như cái gì bạn đang nghĩ trong đầu về cái khái niệm của cái Extend này? Vâng, bạn nghĩ đúng rồi đấy, đó chính là kế thừa. Vâng, vậy thì ngay sau đây thì chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu Extend trong SCLS được sử dụng như thế nào. Và tiện luôn thì mình cũng nói thêm một số một khái niệm phụ cận để bổ sung để mình sử dụng trong cái bài này để mình sử dụng được extend, đó là placeholder. À không phải để sử dụng đâu, để nó làm nền để mình có thể sử dụng được extend thôi. Ok, thì bài trước thì bạn đã học được missing và include. Đối với missing thì chúng ta có thể sử dụng được, đó chính là nó như một cái khuôn và nó có thể tạo ra các cái sản phẩm con của nó. Nhưng mà đối với missing ở đây thì các bạn có thể thấy là mình đang set toàn bộ là những cái giá trị mặc định. Và trong cái trường hợp mà bạn set giá trị mặc định như thế này, thay vì bạn có thể tạo một cái missing như thế này thì bạn có thể tạo cái placeholder riêng. Vâng, placeholder thì được khai báo như thế này. Đây. Một dấu phần trăm mặc tên của placeholder thì nó vẫn giữ được các giá trị như thế này. Placeholder thì nó vẫn giữ được các thông số mặc định như thế này. Nó chỉ gói lại tất cả các style mà bạn cần thôi. Rồi, sau đó ở đây thì bạn sẽ phải kế thừa lại cái placeholder này nếu như bạn muốn sử dụng nó. Và ở đây, đó chính là sử dụng extend. Trong sử dụng extend, đây, mình kế thừa đó là pop. Đó. Và bên cạnh cái việc mà mình kế thừa những cái pop này, đúng không? Vâng, không chỉ kế thừa được placeholder mà trong SCLS extend nó còn kế thừa được cả một cái class nữa. Ví dụ như ở đây, ở pop 2 thì mình sẽ kế thừa toàn bộ pop 1. Mình sẽ kế thừa toàn bộ pop 1 chấm pop 1. Ở đây nó cũng hiện ra y như vậy cho mình, không khác gì cả. Ở đây mình cũng có thể kế thừa được, đó chính là đây, mình cũng có thể kế thừa được là pop 1 text. Đó. Đây. Extend chấm pop 1 text. Nó cũng y như vậy. Vâng, vậy thì trong SCLS extend nó có thể kế thừa một cái placeholder, một cái ID, một cái class. Đó, thì đó chính là cách mà chúng ta dùng extend để kế thừa. Thì đầu tiên bạn cần nắm được extend nó là cái gì và extend nó kế thừa những cái gì. Đó là khái niệm cơ bản để sử dụng extend trong SCLS một cách cực kỳ hiệu quả. Vâng, vậy thì bài học đến đây là kết thúc. Thì hy vọng bạn có thể hiểu được khái niệm về extend này và tiếp tục đi đến những bài sau để cùng tìm hiểu thêm những khái niệm hay ho hơn về SCLS. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.